Nội trời thích rất là thích, rất là mát, và tất nhiên rồi trời đẹp nhất là rất là hợp với những pha ra ngoài rủ nhau ra ngoài và ăn uống. Hôm nay bọn mình đã quyết định rủ nhau, không có mẹ Thắng, rủ nhau đi ăn một series đồ ăn mùa thu đang cực kỳ hot hit ở Hà Nội. Thì thực ra thì cái món hot có thực sự ngon hay không? Ừ. Hãy cùng bọn mình tìm câu trả lời trong ngày hôm nay. Đi thôi, đi thôi. Hôm nay ăn gì? Cây mía. Cái này ấy, chị nhìn là chị lại nhớ lại hồi xưa mà hay đi ăn đám cưới ấy. Có cái hiểu hay sao có, hay có thịt này này. Nhưng mà nó bé hơn. Bé hơn, cũng bọc trong cây mía. Cây xả chứ. Cây xả cũng được, cây mía cũng có. Ô, thế à? Chị nhớ là đấy như kiểu món giò ấy. Kiểu giò, giò xong người ta chiên phồng lên ấy. Mấy hương vị thế này có giống không? Thôi cái này nhìn như một cái chiếc đùi gà ấy. Thơm ấy. Bên trong giống khoai lang, giòn vàng. Là thịt lợn xay. Xong rồi được tẩm ướp với rất nhiều gia vị. Ngọt ngọt mặn mặn. Thôi người ta bóp lại rồi. Nó nướng lên. Nó nướng lên. Thơm mùi mía hết. Thấy là to quá. Chị muốn ăn thật nhanh vào trong cây mía để nhai cây mía. Ngon đấy. Nó ngọt ngọt. Em thấy hơi ngọt. Nên ngọt này là do cây mía hay ngọt là tầm đường nhỉ? Giống như kiểu tầm đường ấy ạ. Mà cái này có 10.000 một cái thì cũng rẻ chứ. Rẻ có mà. Nhiều ấy. Chị muốn ăn rồi thì ngon hết một cái. Được. Lý là hết. Ôi Hạnh ơi, chị bảo mua cái nữa đây. Hơi nhiều thịt mỡ. Thế á, của em nạc mà. Này, cũng có mỡ này. Nhưng mà dù sao thì thịt mỡ bắp nhỏ rồi. Thôi lúc nướng lên thì nó cũng đỡ hơn. Nó chảy ra rồi. Chắc là nướng nó phải có ít thịt mỡ để nó mềm thịt. Mấy cả thôi đỡ khô ấy. Nướng mà nướng nạc không thì là nó sẽ hơi khô. Cắn thử một cây mía thì ngon cực. 10.000 một cái các bạn ạ. Mà mình thấy rất nhiều người ăn món này luôn ý. Còn mình đang đến ở địa chỉ số 1 ngõ chợ Khâm Thiên. Thì xiên Cô Tâm thì phải. Ngon quá. Mà ơ mà cái này có dẫn xương vào đấy. Nó không dẫn thịt hẳn lắm. Sao con chó lại chạy ngoài đường kia nhỉ? Chứ nếu mà đi gặp đầu cứ bảo là em Xiên Khâm Thiên. Nói thế. Thì là mọi người sẽ không biết ai cả. Ôi chị ơi, đây trẻ gì mà nhìn quen ấy. Quen không? Quen. Em không nhận ra luôn á. Em thấy quen lắm nhưng mà em không nhớ. Trời ơi, đây là trẻ chị Nguyệt đấy. Trẻ chị Nguyệt. À, chị Nguyệt hot hot đấy á. Ui. Thôi chọn món đi, chọn món đi. À, anh ơi, bây giờ cái combo trẻ chị Nguyệt còn đúng không ạ? À, còn, còn. Còn nữa. Còn luôn, vẫn cho còn. Cho em combo chị Nguyệt đi. Chân trâu, cho em thêm chân trâu. Cho em thêm đi chân trâu. Thêm đi chân trâu. Anh để chân trâu trong nồi này nó mềm. À. Wow. Wow. Ui, bốc lửa, bốc lửa. À, bốc khói, nhầm, bốc lửa, nhầm. Dưa đầy đủ nha. Chè chị Nguyệt hiện đại. Wow. Em là ngô cốm luôn. Thế đấy mới như lời. Đây, đây. Mình đang dừng chân ở quán chè chị Nguyệt. Ở khu vực chợ Thành Công các bạn ạ, bên trong chợ nhá. Nhưng mà các bạn đến chợ mà hỏi chè chị Nguyệt thì chắc là ai cũng biết đấy. Ai cũng biết. Quân. Đúng nhiều chè chị Nguyệt rồi. Chè đậu xanh và có thêm chân trâu. Chị Yến hôm nay lại ăn đúng combo chè chị Nguyệt. Của em là cốm, bưởi khoai. Em chưa thấy cốm. Ừ. Của mình là gốc chè phải rất mùa thu. Của mình là bưởi, ngô, khoai. Gốc chè của chị Nguyệt thì chỉ có mỗi đậu xanh thôi. Với cả dừa tươi, dừa khô. Nhưng mà để ý ra chè đậu xanh ở đây rất là nguyễn. Nhưng mà bình thường em thấy mấy chè truyền thống ấy nó hay bị ngọt ấy, còn cái này không ngọt quá rồi. Không ngọt. Rất vừa luôn. Em thích kiểu này. Chân trâu để ở ngoài dễ bị lại gạo. Thì anh ấy cho vào nồi đánh sôi tàu. Nồi sôi tàu bảo sao chân trâu có mùi gừng nhỉ? Mà cốc này em có 12.000 thôi chị ạ. 12.000. Ui, cốc chè siêu to, thật sự luôn ấy. To rồi. To mà đầy. Vì nó bây giờ mình ăn chè cũng khoảng tầm 15.000 là rẻ nhất nhỉ? Người bán chè ở chợ Nguyệt này chính là dì của anh này ạ. Gì? Cô hay là gì? Cô hay là gì? Gì? Thế xong rồi bây giờ sau 70 năm thì đã chuyển nghề lại. Bán về ta chuyển lại, ta chuyển lại cho anh này. Ôi em thích cả. À, em thích khoai quá. Cà mau. Em thích cà. Em bảo là em thích cà quá. Mà các bạn yên tâm, mặc dù hôm nay là hai cái quán
của hai cái món đặc biệt, cái đóng cửa ấy, thì mai bọn mình sẽ quay lại phục thù. Ngày mai vẫn là ngày mai, ngày mai với các bạn chỉ có khoảng 3 giây sau thôi. Đếm nhất, 1. Ở đây rất là đông khách và phải xếp hàng rất là lâu. Và mình hôm nay đến sớm hơn mọi hôm một chút, nhưng mà mẻ bánh vừa xong đã vừa hết rồi, phải đợi mẻ bánh mới. Hôm trước nhỉ, hôm trước đi cả quãng đường dài để tìm, xong rồi đến nơi phát thì anh ấy mang biển hết bánh ra. Đúng, lúc mà Phương Anh vừa bước vào cửa chứ. Ừ, đúng rồi, chỗ này thì anh ấy treo biển hết bánh. Đây là siêu bánh chuối. Wow. Ui, cái chuyện dài đấy. Ôi cái này phải tầm 30cm nhỉ? Cái 4... Ừ, mặt em bao nhiêu cm? 30, 35 gì đấy. Ôi ôi, dài cả mặt em. Ngoài ra thì mình thấy có vừng đen. Có vừng đen nữa. Với cả lớp bột của nó thì khá là nhiều và phồng. Có cứng nữa. Cứng nhỉ? Ôi. Để ăn thử. Bánh này là vừa ra lò đấy, rất là nóng. Đây nhá, đây được mệnh danh là bánh chuối của các loại bánh chuối. Hả? Mà đây ấy, còn là bánh chuối này là bánh chuối cái gì nhỉ? Độc quyền. Từ trong Sài Gòn ra đây và chỉ có một cơ sở thôi. Ủa lớp bột dày quá. Ừ. Bột đây thì có cứng rồi. Dai ấy, dai, ăn kiểu mệt răng ấy. Nó không xốp, nó như mình nghĩ. Bình thường ăn bánh chuối thì nó sẽ hơi xốp ấy. Ăn mà chuối ngọt thật, chị ăn mấy phần chuối không? Đúng rồi, chuối thì ngọt. Em bắt đầu thấy hơi đau răng rồi. Chuối này là cái quả chuối tròn tròn á, chuối tây. Mà hình như người ta làm bánh chuối đều dùng chuối đấy chị ạ. Ừ. Thế thì nó không dai ấy, nó không dai như chuối tây. Đúng rồi, nó sẽ mềm bở hơn. Lớp bột dày cộp luôn. Lớp bột này như kiểu phải tẩm đến 2-3 lần ấy. Nhưng mà được cái là nó không bị ngọt quá. Ừ. Lại bột nó còn hơi mặn mặn. Ăn nó đỡ bị ngấy hơn, với cả người ta chiên xong chắc người ta hút bớt dầu rồi ấy. Nó không cảm giác nó bị nhiều dầu, bị ngập dầu ấy. Và nếu như mà ai thích ăn cái cảm giác bột giòn ấy thì sẽ rất là thích cái bánh này. Chị muốn bóc hết chuối, bóc hết vỏ ra ăn chuối quá. Mình ra thì ăn thử bánh chuối miền Bắc. Ăn luôn à? Ừ. Ăn luôn bánh chuối Hà Nội. Trường Thành Công vừa mới tan, có một nhóm bạn trẻ đi qua đây và đã nhận đợi mình. Và mình đã mang túi bánh chuối mà mình vừa xếp hàng mua được ra, mời các bạn đến nhất định là không ăn. Không ăn. Trời ơi, xong rồi Hạnh mời xong, đến mình mời xong, đến Phương Anh mời. Quen cả thế là sao? Sợ mình bỏ thuốc hay sao ấy? Chắc sợ đóng vai mẹ mình. Mình giống mẹ mình. Hay hôm nay Halloween các bạn lại sợ mình. Đây là những chiếc bánh chuối. Thực ra đi qua nhìn thì có vẻ dài hơn, nhưng mà đến gần thì không dài lắm. Bánh chuối Hà Nội. Bánh chuối Hà Nội. Ôi, béo hơn. Thực ra cả cái bánh này nó có khuôn thôi ấy nhỉ. Nó có khuôn, nhìn trông nó rất là gọn gàng. Khuôn. Đây là bánh chuối này. Ôi, gãy rồi. Gãy chuối rồi. Thành cái gãy chuối các bạn. Gãy chuối rồi. Đúng kiểu này. Chuẩn luôn, đúng kiểu em tìm, kiểu chuối cắn ngập răng ấy, chứ không phải lớp bột. Mặc dù là hình thức nó không được đẹp, nhưng mà ăn những loại bánh chuối truyền thống này, cắn một cái là nó giòn tan trong miệng. Đúng, giòn rụm ấy. Ừ, căng á. Ăn cái bánh kia thì mình ăn mãi không thấy chuối đâu nhá. Rồi kể cả ăn được chuối cũng chỉ cảm thấy nó thoang thoảng hơn. Ăn thử hai cái bánh nhau thì mới thấy cái sự khác hẳn luôn ấy. Còn cái này đúng là như kiểu một chiếc bánh bột. Đúng là ăn hai cái cạnh nhau thì mình thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy mới là bánh chuối. Ừ. Nếu các bạn hay theo dõi channel và có theo dõi cái số của mình cùng với anh Tân ăn cả Hà Nội sau khi anh ấy trở về từ Úc thì sẽ thấy cái bánh chuối hàng điếu ngon số 1 Hà Nội luôn đấy, cực kỳ ngon luôn. Không sao, em vừa ăn ở đấy đấy. Tóm lại là mình thấy bánh chuối Sài Gòn hot hit thời gian gần đây nó cũng bình thường, không quá đến mức mà người ta phải xếp hàng để mua như thế. Đúng vậy, chắc là nó hot thì bởi vì nó dài, với cả là nó có vừng. Nó có vừng. Bởi vì chính vì người ta mua nhiều, người ta xếp hàng nhiều cho nên là mọi người cũng tò mò. Người tò mò đến ăn. Nó cũng là hiệu ứng đám đông nữa mà. Còn là như thế, còn cũng không quá nổi bật lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với series mùa thu nhá. Tại nhưng mà nói đi mà nói lại vẫn nữa. Hay là do mình ăn quen cái bánh chuối ở Hà Nội nó quen rồi. Ừ, chắc thế. Cho nên là mình ăn bánh chuối của một cái nơi khác là quen. Nhưng mà đợt trước em xem được một cái clip ấy thì cái anh đấy là người Hà Nội xong rồi đi vào Nam để làm bánh chuối. Đấy anh bảo là học từ nhỏ ấy, nhưng mà kiểu vào Nam thì chuối nó ngon hơn ấy, thế nên là vào đấy để làm. Nên là chắc là kiểu làm lâu rồi người ta mới mặc định là bánh chuối là của Sài Gòn. Thôi là sau mà các bạn ở team ở trong miền Nam ra đây
Sài Gòn ra đây dẫn các bạn đi ăn thử bánh trứng hàng điếu. Xem có ngon không? Đúng rồi, kiểm chứng luôn để cho công bằng. Là bạn ấy là người Sài Gòn và bạn ấy sẽ ăn bánh chuối Hà Nội. Sẽ bạn ấy nhận xe nào. Rồi bây giờ tiếp tục nhá. Đi, đi. Không phải trong truyền thuyết. Không phải cái trong truyền thuyết đó là cái ở chỗ khác kìa. Là mấy cái xiên xiên ấy. Xiên xiên giống kiểu mình ăn thịt xiên nướng hay là cái gì ấy. Có không nào, mình đấy. Không có xiên. Nhưng mà nó vẫn là dồi sụn đúng không? Vẫn là dồi sụn. Vẫn là dồi sụn. Thơm thế. À, đây còn có một loại nước chấm đặc biệt thần thánh. Ôi này, ở đây này, đây đây. Ồ. Khéo. Khéo quá, ai mà khéo thế chứ lại không sụn. Rồi, trông như nem ấy nhỉ. Chiếc dồi sụn. Thêm chiếc lá. Ủa, miếng dồi như là thịt xiên nướng vậy. Có mùi lòng dồi nhỉ. Mùi lòng thì cái này là dồi. Sao mà ta ăn nướng lên rồi đúng không? Nước chấm cay quá. Thế á. Sụt nhai nó cứ giòn giòn sật sật ăn thích đấy. Nó không bị mỡ nữa. Ừ đúng là lúc đầu mà mình cứ đang tưởng tượng là cái dồi này là rất là mỡ nhưng không có mỡ, ăn rất thích. Không, trong truyền thuyết nó xiên cả một cái to đùng đấy chị ạ. Xiên cả một cái như kiểu một cái xúc xích ấy chị à? Vâng. Úi dồi ôi, nhiều đấy. Đây. Thực ra ấy, ở trong cái hang dối sụn này là bọn mình mua là ở ngay gần chỗ bọn mình ăn bánh chuối. Ra khỏi cái chỗ bánh chuối nhá, sẽ phải đi khoảng độ 30-40 mét là đến hang dối sụn này. Hang dối sụn này có địa chỉ là 2A6A. 2A6A chị. Mà công nhận cái chợ Thành Công này nhiều đồ ăn ngon chị nhỉ? Rất nhiều, và đấy chỉ nó siêu lằng nhằng ấy. Nhưng mà chắc ai ở đây thì mới nắm được ấy. Rồi đây rất ngon. Nhiều thịt. Nhiều sụn. Thơm nữa, mà không có thịt mỡ. Và mức giá của nó là 160.000 một cân. Một cân, đóng vào hộp đây là cái hộp bọn mình mua là nửa cân, 80.000. Chính ra cũng hợp lý ấy nhỉ? Mà mua về mà ngồi uống bia và nhỉ? Ngồi nhộn nhẹp. Ăn với cả hội bạn nhỉ? Thề. Thì mang về cho các mẹ. Được. Ăn thế thôi. Rồi là để thế ăn nha. Thế thôi mà ngấy lắm rồi ấy. Ăn thế thôi à? Chị Yến đang định làm cốc chè nữa. Thì các bạn vừa mới cùng với bọn mình tham gia một số với series những món mùa thu đang cực kỳ hot hit ở Hà Nội. Series này mình thấy cũng hợp lý bởi vì mùa thu thì có thời tiết nó hơi se se lạnh. Không lạnh lắm, thích hợp việc ăn vặt nữa. Đúng, ăn vặt thì... mà ra đường nữa. Đấy. Xót lại một lần thì mình thấy là có món dồi sụn ngon này. Ừ. Có món gì nữa nhỉ? Thịt xiên cây mía cũng ngon. Thịt xiên cây mía cũng ngon. Cây mía cũng ngon. Còn là món bánh chuối thì ý là thử thôi chứ mình cho biết thôi. Em thấy nó không thần thánh như kiểu trên mạng. Nó cũng không đáng để phải xếp hàng mà thử cho biết thôi. Theo mình thế. Ơ nhỉ, còn chè nữa. Còn món chè chè truyền Việt vẫn ngon thần thánh như thế. Vẫn như thế thôi. Vẫn ngon. Rồi. Địa chỉ thì mình sẽ để ở dưới cái phần miêu tả ở bên dưới. Các bạn hãy có thể đọc ở dưới đấy để biết địa chỉ quá bọn mình đã ăn ngày hôm nay nhá. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Đừng quên like và like video này nhá. Và subscribe cho S Channel. Hôm nay ăn gì? Cái S Channel đấy chị. Nhầm. Hôm nay ăn gì? Bọn mình không liên quan đến S Channel đâu các bạn ạ. Bọn mình là hôm nay ăn gì? Rồi. Hãy subscribe cho hôm nay ăn gì nhá. Rồi, bye bye. Bye bye.